Chào các bác nhá. Hôm nay thì em có nhận sửa một cái bệt Toto của khách gửi về sửa. Thì nhân tiện em quay một cái video để so sánh giữa các cái bệt đây. Con Toto này của khách này. Con này thì vừa có chữ Nhật, vừa tiếng Nhật này, vừa tiếng Anh này. Đấy, còn ở cái tem mác của nó là toàn tiếng Anh hết, tiếng Anh, tiếng Nhật đều có này. Con này là hàng xuất các bác nhá. Còn đây là một con nội địa này. Toàn bộ là chữ Nhật hết. Đấy, để các bác nhận cách nhận biết được giữa hàng Nhật nội địa và hàng xuất, cũng đều là sản xuất tại Nhật hết, nhưng mà thằng này là xuất đến nước ngoài này. Đấy, xuất đến nước ngoài nên nó phải dùng bằng tiếng Anh. Còn con này là chỉ dùng trong nước của nó thôi. Cho nên là toàn bộ bằng tiếng Nhật. Bây giờ em sẽ tháo ra để cho các bác xem nhé. Đây em vừa tháo một con bẹt này, tháo sẵn rồi nhá. Đây. Thì vì em tháo một con bẹt này ra khách mua về nhưng mà chưa sử dụng được. Tại vì con này nó rất là dở. Đường cấp nước này. Cái gen này nó nhỡ cỡ rồi này. Đấy, lại phải chế đi tiện hai cái gen khác. Đây. Bên trong của con này thì con này cũng có chức năng này là sưởi ấm chỗ ngồi nhá. Sưởi ấm cái bệ này này. Các cái nút thì nó đơn giản hơn thôi, chỉ có nút stop này. Đấy, chức năng rửa chung, rửa phụ nữ này và tăng giảm áp lực nước. Con này hình như là cái nút sưởi ấm chỗ ngồi, bật chỗ nào em chưa rõ nữa, hay là nó mặc định là nó sưởi ấm rồi. Con này nó lại có một cái dở nữa là cái chức năng rửa nước nóng ấy. Là mình phải lắp hai đường nước, một đường nước lạnh, một đường nước nóng. Tức là lắp nước nóng bằng bình nước nóng các bác nhá. Bình nóng lạnh ấy. Dẫn bình nước nóng vào đây. Đấy. Mạch nó đây. Nói chung nhìn rất là đơn giản này. Bây giờ em tháo một con hàng nội địa cho các bác xem nhá. Đây. Em bỏ xa chút thì mới nhìn được. Các bác xem nhé. Đây là con của hàng nội địa này. Con này hàng nội địa nhá. Các bác nhìn cái mạch của nó này. Đấy. Còn đây là một con hàng xuất này. Các bác nhìn thấy nó khác nhau không ạ? Con này nó có thêm một cái quạt khử mùi này. Đấy. Đây là cái cục lọc khử mùi của nó này. Bảng mạch chính của nó đây. Cái này có cả tét nước ở bên trong này. Tức là đun nước trực tiếp nhá. Cái này các bác chỉ cần cấp một đường nước thôi. Đây này. Cái gen con này nó giống với cái gen vòi nước ở nhà mình. Ở dưới này nó có một cái tấm lưới chắn lại này. Để nó hút gió, hút không khí ở trong cái bệt nhà mình ấy. Nó chạy qua cục khử mùi này. Cục than hoạt tính. Cái tét nước này khoảng tầm độ hơn 1 lít. Nó đun nước trực tiếp luôn. Đây. Con này như nó có cả cảm biến người ngồi này. Hàng nội địa nhá. Có cảm biến người ngồi, tức là khi người mình ngồi vào cái bệt ấy mình mới điều chỉnh được. Còn như cái bệt này là điều chỉnh được luôn. Đây về các cái chức năng này. Chức năng rửa thì nó cũng như nhau thôi. Con này thì nó thêm một cái nút rửa nữa, bình thường chỉ có hai nút rửa thôi, một cái rửa vệ sinh chung, một cái rửa vệ sinh phụ nữ. Cái này cũng là tăng giảm áp lực nước này.
Con này có thêm điều chỉnh được nước nóng, tức là mình muốn nóng nhiều hay nóng ít này, là điều chỉnh được trực tiếp ở đây này. Rồi sưởi ấm chỗ ngồi, điều chỉnh được trực tiếp ở trên cái bệt. Đấy, chức năng hẹn giờ tiết kiệm điện này, tắt đi trong vòng 6 hoặc 9 tiếng này. Chức năng khử mùi bật riêng này. Đây là cái cửa gió thoát ra của cái khử mùi này. Đấy. Như cái bệt này nhá, cái bệt nội địa này, thì khi mà các bác sử dụng chức năng rửa nước nóng ấy, thì nó rất là đơn giản thôi. Tại vì mình chỉ cần bật nước nóng lên mình rửa là xong. Đấy, nhưng mà như cái bệt này, nó lại phải cấp riêng một cái đường nước nóng ngoài, tức là bình nóng lạnh ấy. Thì không thể nào mà cái bình nóng lạnh nhà mình bật 24/24 suốt ngày được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà các bác, cái đường ống dẫn từ bình nóng lạnh cho tới cái bệt này này, nhà bác nào nó có gần ấy, thì nó cũng phải tầm 3-4 mét. Đấy, hoặc lắm bác lắp cái bình ở trên tầng 2, tầng 3 thì có khi cả chục mét ống mới đến được cái bệt này. Mà bây giờ cái lỗ phun của nó thì nó phun một lần rửa nó chỉ tầm khoảng độ 200ml nước thôi. Vậy thôi. Nguyên cái đường ống để mà các bác chờ nước nóng nó chảy từ cái bình nóng lạnh tới cái bệt này, có khi nó phải chảy khoảng tầm 15-20 phút. Đấy, cho nên là cái dòng này này là không sử dụng được chức năng rửa nước nóng ở Việt Nam. Còn ở nước ngoài sử dụng như thế nào thì em chịu luôn. Ở nước ngoài chắc là cái đường nước nóng của nó là nó có sẵn luôn rồi, lúc nào nó dùng nước nóng rồi. Tại bên đấy chắc nó lạnh hay sao nên nước nóng của nó lúc nào cũng nóng. Thế như ở mình mà đợi nước nóng nó chảy từ bình nóng lạnh xuống cái bệt này thì chắc là 15-20 phút. Rất là dở luôn. Tại vì nó có cái gì đâu, nó chỉ có một hai cái van đóng mở nước thôi. Rửa nước lạnh thì nó đóng nó mở cái van này, rửa nước nóng thì nó mở cái van này. Mỗi vậy thôi. Đây. Cần phun thì hai con thì cũng tương tự nhau thôi. Đây, con này sử dụng, đây là cái motor mở nước ra vòi phun này. Còn con nội điện thì sử dụng cái motor ở đây. Motor bé tí thôi. Đây, bảng mạch này. Bảng mạch như con này nhìn thì cũng được, keo cốn thì cũng cẩn thận đấy, nhưng mà nhìn linh kiện thì nó hơi ít một tí. Con này bác khách bác gửi về cho em hai con. Cái bệnh là lắp chưa ra nước mà lắp về nhà em thử mấy cái gen nhà em không có cái gen nào vừa cái này luôn, nên là cũng lười chẳng muốn sửa. Mà tháo ra nhìn như này em cũng bảo luôn là các bác không thể dùng chức năng rửa nước nóng được, nên chắc em lắp lại em trả thôi. Chứ con này thì không thể dùng được rồi. Nếu mà các bác dùng chỉ sử dụng cho chức năng rửa nước lạnh bình thường thôi thì cũng ok. Nhưng mà còn cái chức năng sưởi ấm chỗ ngồi kìa thì em cũng chưa tìm hiểu con này. Vì thứ nhất là nó không có cái nút điều chỉnh được độ nóng nhiều, nóng ít ở cái bệt này. Đây này. Có mỗi một nút bật nóng không thôi. Đây, tem đây. Công suất 71W này, điện cũng điện 100V. Sao lại có 71W nhỉ? Nguyên sưởi ấm lại có 71W á. Ờ, 71W này. Con nội địa này tem nó mờ, nó bị rách mất rồi. Nhưng mà con nội địa này nếu mà dùng hết chức năng đun nước nóng của nó vào khoảng tầm độ sấp xỉ 400W các bác nhé. Đây là cái cảm biến người này. Đây các bác nhìn để ý nhìn cái điều khiển này. Nút rất là nhiều nha. Thứ hai là toàn bộ bằng chữ nhật. Đấy, cách để các bác nhận biết được giữa là cái hàng nội địa và cái hàng xuất. Chứ không phải các bác cứ nhìn thấy cái chữ nhật là hàng nhật đo. Nhưng con này cũng là sản xuất tại nội địa thôi, sản xuất tại Nhật. Nhưng mà có thể là nó lắp sử dụng ở các cái sân bay hoặc là các cái chỗ khu đông người gì đấy, nên nó sử dụng cái này để cho nhiều người sử dụng được. Nhưng mà chất lượng của nó thì đúng là nó kém thật. Tiền nào của đấy. Ok, em tháo và trả buồn sửa luôn. Chào các bác nhé.